Đại Lúa xin chào chú cô bà con nông dân. Xin chúc cho mấy chú cô mình trúng mùa được giá. Giá lúa bữa nay nó cũng tụt xuống nữa rồi. Đó, thì năm 04 thì giờ tụt xuống còn 7.3, 7.4. Đó. Thì còn OM thì 7.700, 7.600. Có lái mua 7.500 nữa. Nhưng mà chưa OM chưa có ai chịu bán hết trơn á. Tại vì lúa nó còn xanh. Thì còn cái này là giống lúa năm 04 mấy chú cô bà con. Thì bữa nay thu hoạch nè. Thì cái này sợ giống biết nhiêu ký mà thấy nó gốc gạ nó cũng thưa nè mà nó đều. Đó. Thì cái này mằng nó cũng sạch chân mà lúa thưa mà. Đó. Lúa thưa thì chân nó sạch mà cũng kỹ thuật cũng nhiều người thưa mà lại lá ủ lá chân nhiều nữa. Thì cái này là bán giá thì cũng 8.100 đó mà bán trước đó. Bây giờ thì ông anh thì cũng nói là phải xin nhưng mà không biết xin nhiêu đây. Đó. Thì tại vì mà ở nhà, mấy cái miếng kia đó mới cắt đó thì cũng xin gọi xin 300-400 đồng. Đó, xin 400. Chú cô bà con xin 400. Đó. Xin 400 đồng rồi đó. Mà thì miếng này thì cũng chưa biết nữa. Anh nói thì chắc xin rồi nhưng mà không biết xin nhiêu. Đó. Thì chưa thấy mặt mũi nó vô coi lúa nữa. Chỉ biết là cho ngày cắt gì thôi. Thì cũng giấy nó xin ít ít một chút thì đỡ một chút. Mà xin nhiều thì hơi mệt. Đó. Thì lúa sụt thì phải chịu thôi. Thì mình cái này là kinh cấp 2. Đó. Này là khu đất Chư Rô Mang Giang Lưu An Trà. Đó. Hiện giờ thì đồng trong này đang hoạt động là nửa đồng mấy chú cô bà con. Nửa đồng rồi. Là cái giống ngắn ngày là nửa đồng rồi đó. Thì nói chung ra bên cái khu vực Lưu An Trà là màng giống ngắn ngày nhiều tại vì nó không có bồ đê nhiều. Đó. Không có hợp tác xã, nó đất ai thì ngập thì mới rút. Đó, mấy chú cô bà con. Cho nên thì bây giờ màng cũng chạy lũ nhiều thôi. Nói chung là mình cũng chia sẻ được trước là vậy đó. Thì bây giờ cái miếng lúa này thì nói thì hôm nay lúa nào nó cũng bị lép bị nhiều hết á, 504 mà. Đó, cái này là đoạn giữa nè, cắt cái này là nửa đất rồi đó mấy chú cô bà con. Đó. Rồi là cắt cái này là nửa đất rồi nè. Thì cái miếng đất này là 21 công. Đó, 21 công hậu xa lắm. Thì một lát nữa thì mình sẽ chờ kết quả đếm kiểm bao thôi. Coi cái số lượng bao được bao nhiêu rồi chia cho cái miếng này 21 công tầm lớn mình á. Tầm 1.296 m² á. Mấy chú cô. Đó, thì giá cả là 8.100 lấy cọc đó. Vì bữa nay nó xin bớt đó. Thì xin chắc cũng cỡ 400. Thì ảnh cũng nói cỡ đó chứ không có ít đâu. Từ 400. Tại vì nó mới xin đằng kia cặp bên. Nó hứng. Nó là xin 400 đồng rồi. Thì cái này nếu mà có xin 400 thì còn lại là được 7.700 cũng được. Thì hôm trước mình cũng có chia sẻ cái miếng đất mà lúa 900 ký đó, 900 mấy đó là bán 7.800 là xin 200, còn 7.600 đó. Thì cái này bán 8.100 thì chắc cũng vô đó thôi. Cũng còn 7.600, 7.700 thôi chứ không cao nữa đâu. Nó tại vì lúa nó đang sụt xuống mà cũng không sụt xuống gì nhiều, nó cũng bình vậy đó, 7.300, 7.400. Thì tại vì khu đất ở đây nó lúa gạo xây không có đạt năng suất mấy chú cô bà con. Cái khu này á là nó gạo nó không có đạt bằng những tỷ lệ bằng mấy cái chỗ khác. Như thí dụ như Tịnh Biên. Đó. Tịnh Biên đó. Tịnh Biên với bên Dạc bên Tà Đảnh đổ về Châu Thành rồi đó. Thì
là gạo xây có năng suất hơn, nó đạt tỷ lệ hơn cái khu ở trong này. Trong này tại vì dùng đất nước phèn đó, mà gạo nó xây nó cũng tỷ lệ nó cũng thấp, cho nên mua cái giá rẻ đó. Thì mình cũng chia sẻ cái miếng đất này đây đó. Thì một lát nữa rồi kết quả bao nhiêu mình sẽ cho mấy chú cô bà con mình biết số lượng bao, coi một công được bao nhiêu bao. Hôm nay thì lúa mình chia sẻ là cũng đạt chứ không có miếng nào tệ đó, từ 700 mấy đến 800 mấy cũng có luôn, 900 cũng có luôn. Lúa này á, mùa hè thu á, ngày hôm qua cũng mới mưa đó mấy chú cô bà con, nhưng mà mưa cũng không có lớn, nó ông ào ngang cũng hết rồi. Bởi vì đất nó cũng gáo nè, lúa thì nó cũng không có đổ ngã đó, thì cũng lúa nó cũng đứng đó. Thì dặn lúa thì mình dòm xa thì cái màu nó đẹp, nhưng mà lại gần thì nó hơi xấu một tí, tại vì hột lép đen nó cũng hơi nhiều. Mà nói chung ra thì cái 504 là nó vậy đó, nó phải lép bằng mùa hè mùa mưa mà đó. Chú cô bà con cái ô em thì nó đỡ được cái vụ mà lép đen lép vàng. Thì cũng có nhiều người chia sẻ bình luận nói 504 nó đạt năng suất vậy thì ô em sẽ trúng hơn đó. Thì mình cũng chờ đợi cái miếng lúa mà mình xịt sọt rồi sọt phân gãy phân rồi đó mình chia sẻ đó, thì mình sẽ theo dõi mấy cái miếng đó coi có năng suất không, rồi mình sẽ chia sẻ cho bà con mình xem. Rồi xong rồi mấy chú cô bà con ơi, thì cái miếng đất này là 21 công tầm cách, công 1296 mét vuông đó. Thì là được 315 bao, thì cái này là công 15 bao đó, chia ra là công được 15 bao mấy chú cô bà con. Thì 20 công 300 bao là 15 rồi, còn cái kia nó 15 bao nữa thì đúng rồi đó, là 315 bao thì là được một công 15 bao mấy chú cô bà con. Thì cái này là lúa này là xạ máy bay chứ không phải là xạ bằng bình quải của anh em, mà xạ bằng máy bay công nghệ đó. Bằng máy bay mấy chú cô hàng chỉ gốc gạ dầm nó đều lắm đó, dầm nó đều lắm. Thì gốc gạ dầm thấy nó đều đó, xả bằng máy bay mà, tại xả nghe đợt nó không có gió cho nên là lúa nó rất đều đó. Thì xạ một công chỉ có 17 ký mấy, khoảng 18 ký đó, 17 ký mấy, còn mình cho như là 18 ký đi đó. Gốc gã lên là cũng đều cho nên là nó lúa nó cũng thưa đó. Này là lúa này nó thưa chứ nó không có dày nữa chú cô bà con, tại vì xạ có 18 ký mà xạ bằng nó bay cho nên nó đều hơn nè, giờ lúa nó đều cây đó, với lại nó không có hao hụt nhiều cho nên lúa này giờ nó cũng được. Một phân thì xạ cũng hơi nặng đó, 70 ký, phân xạ 70 ký mấy chú cô bà con đó, phân thì xạ 70 ký. Thì cái này là giống lúa 504 mấy chú cô bà con, thì giá lấy cọc thì là 81 đó. Thì có điện sinh 400 mà là thì chắc là có lẽ là còn 77 chứ không có ấy đó, không có thấp nữa đâu. Thì trước mình cũng chia sẻ thì 8.100 xin 300 đó, bây giờ lúa nó tuột nữa thì xin 400. Có miếng mình nữa, mình lúc trước mình cũng có chia sẻ là xin 400, 82 xin 400 còn 78 đó. Thì giờ miếng này 81 thì chắc cũng xin 400 thì cũng còn 7.700. Thank you.
Thì mình cũng xin nhắc lại, này là khu đất Chư Tôn An Giang, xã Lương Trà. Thì khu này là khu kinh cấp 2. Đó. Thì miếng đất này đã thu hoạch rồi, thì 3 tháng. Đó, thì giống lúa 504, xạ giống 18kg, xạ bằng công nghệ, máy bay. Nói chung là lúa này làm máy bay toàn bộ hết, xạ phân máy bay luôn, xạ lúa máy bay luôn, xịt thuốc cũng máy bay luôn. Đó. Thì một công mình chia ra nè, mới nãy mình chia rồi đó, là 315 bao, là một công được 15 bao mấy chú cô bà con. Thì 15 bao thì tính ra là 750, tính 50kg thôi là 750. Đó. Thì nếu mà trên nữa thì 700 mấy, cũng nếu mà 55kg thì được 800. Đó, thì chắc 800 thì chắc không, thì không hứa, thì 700 mấy, 780, 790 thì có thể có. Chứ lúa này không được 55, bổ đồng không được 55 đâu. Hôm nay mình chia sẻ là cũng nhiều, cũng mấy chủ rồi là không có được 55kg đâu, 53, 52kg bổ đồng lại. Đó, tại vì lúa này nó bị lép nhiều, nãy mình cũng có chia sẻ cái mặt lúa cho mấy cái chú cô bà con mình xem á. Nó lép nhiều đó. Nó lép nhiều. Đó, lép với lép đen, lép vàng. Thì 504 là gì á, nó chỉ có được có mùa đông xuân thôi là nó cũng đỡ đỡ lép thôi, chứ còn mùa hè là lép nhiều lắm, sau mưa xuống là lép dữ nữa. Mà đỡ cái mùa năm nay nắng hạn nhiều, không ít mưa cho nên là nó cũng hạn chế được cái bệnh đó. Vậy mà cũng có chủ mằng là bị sụp đổ luôn, đậu ôm á, chú cô bà con. Thì video đến đây là hết. Xem và thấy hay và đăng ký kênh ủng hộ Đại Lúa. Xin chào và hẹn gặp lại.